Xin chào tất cả các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi video của mình và đang ủng hộ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận 500 triệu token có ký hiệu là XRN. Thì để tham gia game này các bạn click vào link mô tả dưới video mình sẽ làm start chatbot nào. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên đi con chắc của nó nè các bạn. Website này nọ. Tiếp theo rồi bạn bấm restart các bạn. Rồi. Các bạn chọn hình cấp cha quả đất để lướt cấp trang các bạn. Airdrop này cũng ấy ta. Rồi bấm start nè các bạn. Cái này đổi giao diện mới đi ta. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn xóa kênh group. Đổi giao diện cái này, chatbot cũng được hết chứ. Bấm bắt đầu nè, rồi bấm next. Rồi các bạn xóa tiếp kênh seller nè. Rồi bấm next. Rồi nhiệm vụ tiếp theo các bạn follow tại Twitter. Enter username. Rồi trên tờ Twitter này các bạn theo dõi nha các bạn. Sau đó các bạn bắt update nè. Các bạn copy username mình nha các bạn. Avatar. Rồi các bạn nhập anh avatar. Các bạn copy username mình chỗ này nè. À, cộng win. V này nè. H9. Rồi. Tiếp tục các bạn subscribe YouTube nữa nè các bạn. Rồi điện là username. Gmail. Rồi trên YouTube này bạn muốn đăng ký nha các bạn. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Rồi nha các bạn. Cái dòng này thì các bạn có thể điền enter username kênh YouTube của tất cả các bạn. Thì các bạn nhớ thêm mã cộng đầu tiên các bạn. Hoặc là có thể các bạn điền địa chỉ email các bạn đã đăng ký kênh YouTube nha các bạn. Thôi mà điền địa chỉ email cho chính xác hơn các bạn. Rồi tiếp tục follow Instagram. Điền là username Instagram nè. Instagram chứ Instagram không nói sai bét sẽ tới sẽ lui lộn lời. Xin lỗi nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn muốn theo dõi. Rồi sau đó thì các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn nhập vào avatar của mình nè các bạn. Rồi các bạn copy username này nè các bạn. Sao chép đây nè. Rồi mình gửi đến cho bot nha các bạn. Các bạn nhớ thêm mã cộng đầu tiên nha các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Tiếp tục con submit địa chỉ pin bi sẽ mang trên bet20 trên youtube collect cho tất cả các bạn. Rồi nó kêu gì nữa không đây. Rồi tiếp tục con bấm vào một status để cập nhật tài khoản mà nha các bạn. Ok mình đã son Blood. Phần các bạn bấm tiếp Blood nó kêu gì nữa các bạn. Rồi làm lại từ đầu luôn hả ta. Uset 1 triệu MB Semachin. Rồi nãy bấm Balance được rồi tài. Giờ nó kêu mình dành một chút thời gian để kiếm thêm 1 tỷ tập cặn nữa. Bấm Start luôn. Rồi John group tiếp theo bấm Net nữa. Rồi các bạn bấm Malaysia là được nha các bạn. Các bạn đừng bấm theo mình nha bạn. Giờ mình làm lại, start làm lại luôn. Thôi vậy video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Sau khi các bạn bấm tới cái mục này nè các bạn. Gỡ này xong thì bạn bấm Malaysia. Gỡ xong thì bạn bấm Malaysia nha các bạn. Đừng có bấm start cho mình mất chatbot lại. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.